Đây là mẫu cơ hộp bút làm từ nhôm hàn không chế tạo máy bay 7075 tấn kháu, tay nắm tiện máy chính xác hình đúng đề, cúc. Đây là mẫu cơ hộp bút làm từ nhôm hàn không chế tạo máy bay 7075 tề kháu, tay nắm tiện máy chính xác vân Hummer. Còn đây là mẫu cơ hộp tiêu chuẩn 21 in, mẫu nhẹ làm từ nhôm hàn không chế tạo máy bay 7075 tề kháu, mẫu nặng làm từ thép siêu cứng 4142, với tay nắm bọc cao khu vân nổi Hummer. Tay mẫu 21 in có thể gắn khóa nhựa chống cườn. Nhịp màu ít thôi nhé, không cần nhiều, thật nhiều vì anh đã hứa, hứa sẽ mãi bên em đến khi em còn chờ. Ít thôi nhé em hơi. Nhìn giống nhau nhưng trọng lượng khác nhau lớn. Còn đây là mẫu cơ hộp tiêu chuẩn 20 pháo in, mẫu nhẹ làm từ nhôm hàn không chế tạo máy bay 7075 tê kháu, mẫu nặng làm từ thép siêu cứng 4142, với tay nắm bọc cao khu vân nổi Hummer. Nhìn giống nhau nhưng trọng lượng khác biệt lớn. Kỳ này trang bị sẵn đầu nhọn phá kính. Thu gọn lại chỉ cần bấm nút, kéo dài ra cũng có thể bấm nút hoặc rũ ra đều được. Mai này chàng dây trắng nhật ký em lúc sau đây, những thói quen anh mỗi ngày. Hay hơn ghen dẫn dối chen lối đi trên đường về, khi em rất say anh ngồi đây. Vì điều anh sợ nhất lạc mất em nơi đâu.